Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 28 Tết rồi các bạn. Chỉ còn là 2 ngày nữa thôi là đã chúng ta bước sang một năm mới, năm Tân Sửu. Tình hình năm nay cũng khá căng thẳng các bạn. Hôm nay thì Năm Thu cũng dự kiến mình đi ra ngoài để mình làm một số tụ điểm để làm một cái clip để chia sẻ với các bạn về cái tình hình mà cây bông qua Tết, mai Tết ở các nơi. Nhưng mà thấy căng quá, sáng hôm nay thì cái vùng dịch ở quận 12 nó rất là nhiều điểm, quận 12 đã có dịch. Thành ra Năm Thu cũng hơi ngao ngán. Thôi thì đi không được thì cũng phải tranh thủ làm một số cái clip tại nhà để chia sẻ cùng các bạn ha. Hôm nay thì mình làm một cái clip chủ đề là các bạn là nhìn nụ mai ha. Nụ mai ngày 28 Tết. Các bạn thân mến thì đa số các bạn mà khi mà chơi mai, hoặc các bạn mua mai thì các bạn không biết nhìn được cái nụ mai để các bạn mua mai nở đúng vào cái dịp mùng 1 Tết. Thì hôm nay thì Năm Thu sẽ chia sẻ, nếu các bạn thấy mà phù hợp thì chúng ta là cùng nhau trải nghiệm. Có nhiều bạn thì nếu mà mình mua ở những nơi mà quen, mình giao hết cho những người mình tin tưởng, người bán thì người ta sẽ lựa chọn cho mình những cây mà nó nở đúng vào dịp Tết. Còn có những bạn mà mua những cái nơi lạ đó các bạn, thì các bạn cứ tự chọn theo cảm tính của mình. Có khi cây mai nó nở chậm và có khi cây mai nó nở rất là sớm. Thành ra qua cái clip này, Năm Thu mong rằng các bạn hãy chọn cho mình đi mua cây và chọn được những cái cây mà mình như ý các bạn. Thì các bạn nhìn nụ thì phán đoán cho cái mai nở, thì thật ra mà nếu các bạn tinh ý một chút xíu, các bạn có kinh nghiệm, các bạn chọn chừng một vài mùa, một vài lần là các bạn sẽ biết liền thôi. Mai các bạn, mai thì có nhiều bạn bảo là muốn cho mai nở thì chắc chắn là các bạn mua vào ngày 30 thì các bạn sẽ được ok nhất. Nhưng mà các bạn ơi, phiên chợ 30 Tết là bao giờ cũng phiên chợ tàn. Thì hôm đó đến ngày 30 có thể là còn cũng có nhiều mai, nhưng mà đa số những cái mai đẹp là những người sành điệu, người ta mua trước hết rồi, đâu có tới mình đâu. Hôm nay là ngày 28 Tết, cây mai hình ly rượu của Năm Thu nè các bạn. Đây, các bạn thấy hôm nay là hôm vừa rồi thì khi mình hái cái lá mai này, mình nhìn cái nụ nó vừa bung vỏ chấu, thì Năm Thu thấy nó có cái hiện tượng nó nở sớm. Thành ra Năm Thu là quyết định là hái là ngày 18 mình mới hái. Khi mà hái rồi thì tiến độ mai thì nó nở rất là ok, vì nói chung là vẫn rất là tâm đắc với cái tiến độ mà mình phán đoán được cái nụ mai. Nhưng mà vừa hai trận mưa rất là lớn, không biết khu vực khác sao, khu vực quận 12 vừa rồi nó có hai trận mưa. Mình cứ tưởng nó qua hai trận mưa thì cái mai nó nở, nhưng cũng không sao, vẫn còn ok. Hôm nay là ngày 28 Tết, các bạn thấy ha, những cái nụ mai nó lác đác nó nở như thế này là đạt yêu cầu rồi các bạn. Tại vì chúng ta còn 2 ngày nữa, ngày 29 và ngày 30. Khi mà các bạn mua đó, các bạn nếu mà các bạn thích chọn cái cây mai nở vào ngày 30 Tết, cái ngày mình 30 Tết, cái ngày đón giao thừa nó rực rỡ, thì ngay ngày 29 Tết thì các bạn mua nhìn cái nụ mai nó nở cái tầm khoảng chừng 20%, là đến ngày 30 Tết nó sẽ nở nhiều. Còn các bạn muốn cho nó nở vào ngày mùng 1 Tết thì các bạn nhìn mai ha, mai ngày 30 Tết nó nở khoảng chừng 40%, là ngày mùng 1 Tết nó sẽ bung hết ra luôn. Như là cây mai này được cái năm nay là cây mai này nó phát triển cũng khá là ổn định. Nói chung là cái nụ mai thì so với những dòng mai siêu nụ thì nó không bằng. Bởi vì cái mai này các bạn, nó có cái nhánh nó cái thẳng đơ à. Cái nhánh nó vương vương lên, nó giống như là cành đào, nhánh nó cứng vậy nè. Thành ra khi mà nó bố trí nhánh như thế này thì cái lá nó bố trí nó hơi thưa. Nó hơi thưa thì đương nhiên cái bố trí nụ nó vậy, nụ nó hơi thưa xíu. Nhưng mà khi các bạn thấy mỗi khi nó bung lên một cái rồi thì nụ nó nở rất là nhiều, rất xanh cây luôn các bạn ha. Rồi, tóm lại, các bạn khi mà các bạn nhìn vô mỗi một cây mai, bao giờ cũng vậy, đây một cây mai nó có một chùm nụ như thế này. Một cái nụ của nó có khoảng bình quân nó có 5 bông, 5 bông là cây mai bình thường. Là các bạn thấy một cái bông cái này bao giờ nó cũng nở trước, và khi mà tất cả đồng loạt là 4 cái bông nhỏ này nó sẽ nở hàng loạt, nó nở một lượt. Rồi cái nụ mai nhỏ nó nở trước. Có những cái loại mai mà kêu người ta gọi là mai chùm các bạn. Một cái nụ nó ra, có thể nó ra tới một chút nụ luôn á, 8 đến 10 nụ luôn, có khi 12 nụ luôn. Đó là người ta gọi là mai chùm. Thành ra khi mà các bạn mà mua mai mà các bạn chú ý các bạn nhìn nụ ha. Còn những cái nụ mai mà nó đẻ loi một mình á, đây, ở đây cũng có nè. Cái nụ mai mà có một bông á, người ta gọi là cái thuật ngữ của cái người chơi mai, người ta gọi là cái nụ mai cô đơn. Đó, nụ mai cô đơn. Nụ mai cô đơn này thì nó cũng có, nhưng mà thường thường nó rơi vô cái mai tứ quý mà nó xin lỗi các bạn. Nó rơi vô cây mai đại lộc á, mai đại lộc mới ghép mấy cái mùa đầu, nó thường có mấy cái nụ cô đơn lắm. Nụ cô đơn thì nó có cái nhược điểm mà nó có một nụ nó có một
một nụ nó có một bông, nó nở cái chỗ lũi luôn hết luôn. Còn nếu mà nụ chùm thì nó sẽ nở rất là nhiều. Như cái mai là các bạn thấy nụ chùm không? Nụ chùm nở rất là nhiều. Rồi, phán đoán mai là các bạn nhìn ha. Đối với mai đại lộc, các bạn lưu ý, đối với mai đại lộc thì một cái nụ khi mà nó le cái lưỡi đỏ, cái lưỡi vàng như thế này đây, là các bạn nhìn thấy cái lưỡi nó màu vàng thấy không? Nó le cái lưỡi này ra thì mai đại lộc nó 3 ngày nó mới nở. Còn dưới mai vàng nó le như thế này là ngày hôm sau nó nở tới chiều. Chiều nó nở các bạn. À, những cái mai, những cái bông mai mà nó lè lưỡi như thế này, nó có cái màu sắc như thế này, tới chiều nó nở. Thành ra các bạn nhìn nụ để mà phán đoán ha. Các bạn lưu ý, như Nam Thu cũng đã chia sẻ hồi nãy rồi, lúc đầu clip rồi, các bạn hãy tính theo cái tỷ lệ khi mà mua mai á, các bạn nhìn ước lượng cái mai ha. Cái mai đầu tiên các bạn chọn cho nó có một cái bộ khung chắc chắn. Những cái mai mà nó lòi rễ ra thì nó giá thành nó cao, còn những cái mai mà người ta trồng cái mai mà chưa có lòi rễ ra, rễ ít thì cái mai nó rẻ hơn. Rồi các bạn coi dáng mai, chọn dáng mai mình phải chọn cái mai nó dáng cho nó đều, dáng cho nó đều. Tốt nhất là các bạn nên thấy một cái mặt bông, ví dụ như mình mua sớm. Hôm nay là ngày 28, có thể các bạn mua có những cái mai thì nó cũng chưa có nở cái bông, nó chưa có ra cái mặt bông thì các bạn không biết. Nhưng mà đa số các bạn nên chọn cái mai nó phải có cái mặt bông ha. Nó nở một cái bông để mình phán đoán cái bông mai này nó dày cánh, cánh nó chúm lại, cánh nó có, cái cánh nó có theo như ý mình không. Bởi vì cái dòng mai thì nó có nhiều. Đây các bạn thấy không, mai này có 2, 4, 6, 8. Và đồng thời cái mai này rất là thơm, cái mai này nó có từ 8 đến 10, 12 cánh. Nó rất là thơm. Đó, các bạn chọn mai xong rồi các bạn chọn nụ. Thì thông thường mỗi cây mai thì cái bố trí nụ nó không có đều, ít có cây mai nào nó nhiều, nó đều nụ lắm. Đa số cây mai cái nụ lớn, nụ nhỏ, thành ra chơi mình có thể mình chơi nó nở từ bắt đầu ngày mùng 1 Tết, nó kéo dài tới ngày mùng 6, mùng 8 Tết. Thành ra bạn nào mà thích mua cây mai nó nở từ từ, nó nở nhiều á, thì các bạn chọn những cây mai mà nó có nhiều cái chủng loại nụ, nụ lớn, nụ nhỏ khác nhau. Còn bạn nào mà trong cái chuyện mà mình mua một cây mai để mình cầu cho may mắn á, thì các bạn nên mua cây mai nó đều như thế này. Bởi vì cây mai đều như thế này, theo phán đoán của Nam Thu là cây mai này nó sẽ nở bung vào ngày mùng 1 Tết ha. Ngày mùng 1 Tết nở bung hết, rồi tới ngày mùng 3 là nó sẽ hết luôn. Tại vì nói thì nói vậy thôi, khi cây mai nó nở nó giữ được trên cành. Nó giữ được trên cành là từ 2 cho đến 3 ngày, tùy theo cái giống mai và tùy theo cái cách mình chăm sóc. Rồi, đó các bạn ha. Giờ Nam Thu cũng chia sẻ như thế để các bạn nhìn nhận để mà thấy ha các bạn. Các bạn thấy nhà ở Nam Thu là nằm trên đường Trường Chinh, là mỗi năm là vào ngày 28 Tết thế này là cái tốc độ cái di chuyển của lượt xe cộ đi lại để họ mua sắm sửa những cái đồ Tết thì rất nhiều. Hôm nay thì các bạn thấy không, khi bấm máy là 7 giờ sáng và đường giãn vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Mình cũng muốn đi ra ngoài cũng hơi ngại chứ ai mà không sợ hơn. Dướng vô cái bệnh dịch này cái thôi là trước mắt là mình không biết là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, mà trước mắt cái họ cách ly mình 21 ngày là bao nhiêu công việc làm ăn của mình là lỡ dở hết hả mà ha. Mai rất là đẹp các bạn, cái mai này thơm lắm. Cái mai này tuy rằng cái nụ nó không có chuẩn nụ, nó không có chuẩn bông như là những cái dòng mai mà mai ghép. Bởi vì dòng mai ghép cũng có nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái mai ghép nó đẹp hơn cây mai zin. Nếu mà cây mai zin thì các bạn tìm đẹp được cây mai ghép thì hầu như là rất là hiếm, hoặc là nếu có thì giá trị nó rất là cao. Bởi vì thường thường cây mai ghép mà người ta chọn một cái cây mai dòng mai đột biến các bạn, thỉnh thoảng nó có một vài cây đột biến nó có bông rất là đẹp, thì từ đó người ta nhân giống rộng ra. Còn cây mai mà nguyên thủy như thế này thôi thì cái nụ nó, cái bông thì cái tầm từ 8 đến 10 cánh thôi, 12 cánh thôi các bạn, thỉnh thoảng nó có 12, nó thông thường nó từ 8 đến 10 là nhiều. Mà được một cái là cây, khi mà cây mai mà các bạn trồng từ hộp thì cái cây nó sống bền bỉ hơn, nó khỏe hơn, cây nó nhìn đẹp hơn. Bao giờ cái hàng zin thì nó cũng có giá trị ha. Rồi, nhiều bạn comment hỏi tới Nam Thu là có các bạn muốn là có một, khi mà cây mai nó chỗ nụ như thế này có phải dùng thuốc gì nữa không? Thì Nam Thu cũng chia sẻ với các bạn rồi, đa phần những cây mai mà nếu mà chăm sóc theo cách của Nam Thu, chăm sóc từ hôm đầu năm bây giờ thì hầu như là cây mai mình nó đã đủ những cái chất để nó nuôi nụ đó rồi, nó đủ bổ dưỡng, đủ sức khỏe để nuôi nụ rồi. Thì có một số cây mai thì nó bị rụng nụ, thì theo Nam Thu biết cũng như là qua khảo sát một số nhà vườn, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn, thì cây mai nó rụng nụ thì nó có một số trường hợp sau đây, các bạn tự chú ý ha. Các bạn chú ý tới coi các bạn có nằm vô trường hợp nào, chúng ta tìm cách khắc phục. Đa số là các bạn đứng mai, di dời mai từ cái đất lên chậu, các bạn chạm vô cái rễ của nó thì làm cây mai nó mất sức. Khi mà cây mai nó mất sức rồi, các bạn nó suy rồi, nó không đủ sức nó nuôi nụ, thì đương nhiên nó phải buông nụ ra, nó bỏ bớt nụ ra, nó để nó bảo toàn cái cho sức khỏe của cây mai.
Rồi cũng có một cái thứ hai nữa là do các bạn mà thay đổi nguồn nước, nó cũng rụng nụ. Rồi cái thứ ba nụ do sâu nó cắn nó cũng rụng nụ. Cái thứ tư là do nhiều bạn mà khi mà các bạn chăm sóc mai á, cây mai của các bạn, bản thân cây mai của các bạn nó yếu, ốm yếu rồi mà các bạn cứ phun thuốc kích nụ liên tục, bạn phun thuốc kích nụ nhiều quá thì đương nhiên thuốc kích nụ nó sẽ tạo nụ cho cây mai, thì nó tạo được nụ cây mai thôi, nhưng mà cái bản thân cây mẹ của nó thì nó không có đủ chất dinh dưỡng để nó nuôi những cái nụ mai đó, thì nó bắt buộc nó phải buộc cái nụ mai nó rụng rất là nhiều và nó chừa lại một số nụ để nó đủ nuôi cái nụ đó thành bông thôi. Cái đó là theo cách nhìn nhận của Nông Thu, rồi mình cũng tham khảo một số nhà vườn họ nói như vậy. Còn có thể có những nhà vườn khác thì người ta đã nghiên cứu có những cách khác, thì mong rằng là Nông Thu chỉ chia sẻ cái clip này để chúng ta đã học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau để cùng nhau phát triển trong những nghề chơi cây kiểng các bạn ha. Rồi tới đâu rồi ta, nói liên thiên vừa quên rồi. Rồi nếu mà trường hợp các bạn mà muốn cho cái cây của các bạn mà nó nở bông, nó bền, nó cánh nó dày, nó lâu rụng, thì các bạn có thể dùng một số chế phẩm như Nông Thu nói là mình hạn chế các bạn ha. Các bạn không nên kích thích cây mai quá nhiều, tại vì các bạn khi mà các bạn phun thuốc coi cây mai quá nhiều thì sau Tết cây mai của bạn nó bị suy, các bạn dưỡng là rất là cực, có nhiều khi nó ngủm của tỏi luôn á. Thì cái thuốc mà dưỡng cho cái nụ mai nó không rụng và đồng thời cái bông mai nó lâu tàn, màu sắc nó lung linh, thì nó cũng có nhiều loại thuốc, thì Nông Thu cũng đã sử dụng qua cái loại thuốc đây. Mình thường xài 901 các bạn. Tại sao có những bạn nói ông Năm này có thị trường có rất nhiều thuốc mà ông đưa đi giới thiệu lại thì chỉ có một vài loại thuốc thôi? Bởi vì khi mà các bạn sử dụng thuốc, nếu các bạn thấy cái thuốc nào nó phù hợp với mình, các bạn chăm sóc cây nó tốt thì các bạn nên sử dụng cái loại thuốc đó. Đây là cái thuốc nó tăng trưởng, cái thuốc này nó dưỡng cho mai cho hoa lâu tàn. Thì các bạn khi mà các bạn quen với cái loại thuốc nào thì cái liều lượng của thuốc, cách sử dụng của thuốc thì các bạn chơi cái loại đó, thì cây mai của cây kiểng của bạn, không riêng về mai mà luôn về cái dòng cây kiểng của các bạn, nó sẽ an toàn hơn. Còn những cái loại thuốc khác khi mà các bạn xài thì các bạn nên thận trọng ha, thận trọng mình xài để mình theo dõi coi cây của mình trồng nó có phù hợp với loại thuốc hay không. Nhất là những cái loại thuốc mà các bạn mà nhập từ ngoại quốc về á, mà họ không ghi bằng tiếng Việt á, họ ghi bằng tiếng Anh, tiếng Tàu gì, các bạn mò mẫm vô là càng khó nữa. Cũng như là Nông Thu ở đây, tại trước mà Nông Thu cũng có cái loại thuốc này đây. Cái loại thuốc này thì hôm vừa rồi thì mình mua về để mình trải nghiệm thôi, nhưng mà mình chưa có sử dụng đến. Bởi vì cái phương châm của Nông Thu là có lẽ là mình ảnh hưởng do cái cách chăm sóc từ những cái mấy cái lão tiền bối ngày xưa, thành ra là cái cách chơi của Nông Thu thì bao giờ Nông Thu cũng muốn chuộng về cái tự nhiên hơn. Mình nó khi mà thật là cần thiết á các bạn, thật cần thiết thì mình mới sử dụng những cái chế phẩm phụ trợ cho nó thôi, chứ thông thường thì Nông Thu xài sử dụng rất là tự nhiên, cũng như là cách chăm sóc mai cũng như vậy. Nên cây này ha, Nông Thu không hề phun một cái loại thuốc gì hết, là nó tự nhiên đó chứ. Mình chỉ mỗi một ngày mình tưới nước vừa phải thôi, tưới nước giảm một lượng nước từ 1/3 đến 1/4 nước thôi, tưới nước vừa đủ ẩm cho gốc cây. Nếu cây mai của bạn nụ nó nhỏ, còn trường hợp nụ lớn thì các bạn nên tưới nước đá lạnh chút xíu để cho cái gốc nó lạnh, thì nó làm chậm nụ ha, cái che chắn mát. Còn cây như thế này Nông Thu hoàn toàn để về nắng. Nụ nhỏ thì các bạn ha, chú ý là các bạn phun nước. Đầu tiên là các bạn cho nó một liều Atomic, các bạn tưới vào gốc nó, xong các bạn dùng nước có pha Atomic, các bạn phun lên lá ướt đều hết trên cái ở trên mấy cái nụ để kích thích cho tăng trưởng. Rồi sau đó chiều mình phun nước, nhưng mà nhớ là không tưới vào gốc nó nhiều các bạn ha. Rồi sau đó thì cách nhau khoảng 2-3 ngày sau thì mình phun Atomic lần nữa, nhưng mà hạn chế Nông Thu nói các bạn hạn chế thôi, cũng không nên là mình phun quá nhiều các bạn. Tại vì cái cây mình trồng, mình cưng, mình còn muốn năm nay nó nở và năm sau nó nở tiếp tục, thì năm nay có thể là mình thất bại, mình làm cây nó xấu một chút xíu, nó không đẹp, nó không nhiều nụ, nhưng mà không sao, để năm sau thì mình sẽ làm lại. Chứ còn hơn các bạn mà cố tình các bạn kích thích cho cái cây nó ra nụ nhiều, các bạn dùng nhiều những cái phân vô cơ nhiều quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cây, nó làm cho cây nó bị suy. Hôm vừa rồi thì Nông Thu cũng được bạn cho một cái loại thuốc đây. Đây cái loại thuốc này bạn, cái loại thuốc này người ta kêu bằng chống rụng, chống chất, chống rụng cánh hoa mai. Cánh hoa, nói chung là những cái loại cánh hoa nào như là bông hồng, bông mai họ đều sử dụng cái này. Người ta bảo là phun cái này lên thì cánh mai nó sẽ dính luôn ở trên cái bông, nó không rụng xuống thì
Nam Thu cũng thấy một số người phun rồi thuốc thì mình chưa thấy thuốc họ xài, nhưng mình thấy cây mai mà thật sự mà nói, mà nếu mà mai á, nở rồi tàn hay là bất cứ một loại hoa nào khác, là theo quan điểm của Nam Thu thì ha, hoa nở rồi tàn thì nó mới giữ lại trong hình, mình lưu luyến mình còn nhớ lại cái hoa đó. Nếu mà cái bông nào mà nó nở mà nó dính, các bạn để cho nó khô trên cành luôn, thì từ cái bông nở đẹp, từ cái bông teo tua nhìn thấy cảnh hoa mà nó khô héo trên cây thì nó có một cái gì đó theo mình cũng không thích, mình cảm thấy nó phản cảm thế nào á. Theo cách chơi của Nam Thu nha, mình nói trên cái góc độ quan điểm của mình thôi, chứ mình các bạn nào thích thì chúng ta là cùng nhau trải nghiệm, thì không thích thì thôi. Thì Nam Thu khi mà chơi mai á, các bạn nếu muốn cánh mai lâu tàn, các bạn chỉ cần là ngày 30 tới các bạn tưới vào gốc nó một tưới vào gốc nó ha, tưới vào gốc nó pha cái thuốc 9-1 là nó cũng được lắm các bạn, nó cũng giữ được cánh hoa lâu tàn lắm. Nhưng mà qua nở chừng qua bông mai thì nó nở chậm lắm, là đến ngày thứ 3 thì nó sẽ rụng cánh. Thì cánh mai mà nó rụng cánh thì nó bay lả chả trong gió, mắt bạn nhìn cũng rất là lãng mạn, rất là đáng yêu các bạn ha. Thì có cái gì đâu mà chúng ta mà phải mà phun một cái loại thuốc, hoặc có thể là hột hoa keo đây hay sao, nó giữ cái cánh hoa nó làm khô trên, nó làm khô cái cánh hoa trên cái bông hoa thì Nam Thu không thích. Bởi vì khi mà có trải nghiệm nó bữa nằm xài thử, nhưng mình quyết định rồi mình không xài nữa, tại vì mình muốn cho cây mai của mình là mỗi một ngày mùa xuân ha, mai nở rồi những chỉ cần một lay nhẹ một cái thôi, cơn gió thoảng và cánh mai nó rơi lả chả, nó rớt xuống gốc á, rớt như những cánh hoa rớt xuống gốc ra vàng ống cả một cái khu vực đó, thì mình thấy nó cũng rất là hay, rất là lãng mạn các bạn ha. Đó rồi, hôm nay là mình chỉ chia sẻ như thế thôi để các bạn chúng ta cùng nhau trải nghiệm khi mà chúng ta chọn những cái nụ mai vào ngày Tết các bạn ha. Các bạn lưu ý đây, Nam Thu nhắc lại một lần nữa để cho các bạn nhớ ha, khi mà cây mai mà nó nhú lên như vậy, nó nứt một cái nó lòi cái cánh hoa màu vàng như thế này đây, là tới chiều nó sẽ nở. Còn có những cây mai mà nó vừa nứt như thế này bạn, nứt nhỏ như thế này thôi, là những cây mai này là cây mai nó sẽ nở các bạn, cây mai nó sẽ nở đó. Thành ra các bạn lưu ý ha, nhìn vô cái tỷ lệ phần trăm của cây mai mà nó nhiều nụ bung như thế, thì nó sẽ các bạn sẽ đoán được là cây mai mình nó nở Tết, nó nở đúng vào ngày mùng 1 Tết hay không. Cũng như là những cái bông này bắt đầu là ngày mai nó mới nứt. Rồi Nam Thu sẽ quay lại với cây mai này khi mà cây mai nó đã trổ bông rực rỡ hết rồi, Nam Thu sẽ quay lại để chia sẻ cùng các bạn ha. Đấy các bạn, rất là dễ thương ha. Nụ mai ngày 28 Tết. Tình hình mà dịch cúm như thế này đây, là cái mùa xuân năm nay thì thiệt tình mà nói là mùa xuân rất là ảm đạm các bạn. Nói gì nói dịch thì nó cũng đến rồi, thì chúng ta hạn chế đi lại là ở trong nhà buồn bực, thì các bạn nói chung là mình cũng phải có một cái vài bông hoa để thưởng ngoạn, để cho mình xả stress ha. Có món ăn tinh thần chúng ta không thể thiếu trong những ngày xuân. Thôi Nam Thu đến đây, Nam Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nam Thu những video mới nhất ha. Chúc các bạn một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.